Em xin chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em review căn nhà tại hẻm 1942 thông qua 1886 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5, dài 10 m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Nhà thì full nội thất như hình. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 950 triệu còn thương lượng chính chủ. 4 tỷ 950 còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem tham khảo căn nhà nha cô chú anh chị. Đường trước nhà thì xe 16 chỗ là đậu ngay cửa nha anh chị. Nhà hướng chính thì hướng Tây. Đây là ngoài 1942 mình đi vô. Bên đây là thông qua 1886 Huỳnh Tấn Phát. Từ đây ra chợ Phú Xuân không quá 5 phút nha anh chị. Trước nhà thì 2 lầu. Cô chú anh chị đi vô trung tâm quận 7 phố Mỹ Hưng bán kính 10 phút. Đi vô quận 1 tầm 30 phút nha anh chị. Ở ngoài Huỳnh Tấn Phát thì có điện máy xanh, bách hóa xanh đầy đủ luôn. Nhà thì trước nhà thì hẻm là xe 16 chỗ là đậu ngay cửa luôn. Diện tích thì ngang 5 dài 10 nha anh chị, ở ngoài cửa sắt nè. Ở trên thì 2 lầu. Trong thì cửa nhôm Sifa 4 kính, có kính. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Đây là bên trong căn nhà nha anh chị. Diện tích thì ngang 5 dài 10 rất là rộng nha anh chị. Giá thì 4 tỷ 950 còn thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn cho cô chú anh chị mình. Kênh Bán Nhà Quận 7 luôn luôn niêm yết giá trên màn hình nha anh chị. Cô chú anh chị nghe không kịp thì trên màn hình là có giá em niêm yết sẵn cho nó nha anh chị. Giá là niêm yết là 4 tỷ 950. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị đi xem nhà miễn phí. Đây là phòng khách nha anh chị, trên đèn chùm, dưới thì gạch rất là mới, nhà thì mới sửa lại nha anh chị, sửa là mới. Sofa, bàn ăn đầy đủ hết, hướng chính thì hướng Tây. Nhà thì 2 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, chủ nhà muốn bán giá là 4 tỷ 950. Em quay cận kẽ anh chị mình xem, trên thì tủ cày bếp, dưới thì lớp đá. Bên đó thì mình để trong đây thì chỗ này thì mình để máy giặt, ngày nhà vệ sinh. Nhà thì hẻm 1942 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ luôn luôn những sản phẩm mới để cô chú anh chị xem nhà lựa chọn. Cô chú anh chị xem kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị bắn, ví dụ như mình không cần có nhu cầu mua nhà thì cô chú anh chị chia sẻ cho người thân mình. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị. Không gian nhà bếp rất rộng rãi nha anh chị. Ngang 5 dài 10. Hướng chính thì hướng Tây. À, phòng khách thì có kính ấp thủy rồi sofa rồi này kia đồ đầy đủ nha anh chị. Em mời cô chú anh chị mình đó, bên đây là bàn ăn nè. Đó bàn ăn đó. Rồi trên thì đèn chùm rất đẹp. Sẵn hết rồi, cô chú anh chị mua về thì chỉ mình về mình gắn mấy cái máy lạnh vô là mình ở nha anh chị. Nhà thì hẻm xe hơi đậu ngay cửa. Rất là tiện. Mình lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Nhà thì diện tích ngang 5, dài 10, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh nha anh chị. Tất cả nhà vệ sinh thì trong phòng ngủ hết. Đây là nhà vệ sinh trong phòng ngủ đây. Này là phòng sau của lầu 1 nha anh chị. Đây là phòng sau. Nhà thì từ đây cô chú anh chị vô chợ Phú Xuân
không quá 5 phút. Cô chú anh chị đi vô quận 7, bán kính khoảng 10 phút, đi vô quận 1 tầm 30 phút nha anh chị. Ở ngoài Quỳnh Tấn Phát là có Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, còn có tuyến xe CV, xe buýt số 20, cô chú anh chị đi rất tiện lợi nha anh chị. Em quay cận kẽ của chú anh chị mình xem để cô chú anh chị đỡ mất thời gian đi xem nhà. Kênh bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn làm nhà chính chủ không qua môi giới nha anh chị. Em đưa chú anh chị xem phòng trước, phòng nữa là lầu 1 là 2 phòng nha anh chị. Hai phòng trước đều full nội thất hết. Nhà vệ sinh thì cũng trong phòng ngủ luôn. Mua bán thì tặng full. Hai lầu là phòng trước đều full hết. Giường ngủ, nệm, tủ áo. Nhà hướng chính thì hướng Tây. Đây là ban công của lầu 1 nha anh chị. Đây là ban công lầu 1. Bên đây là giường ngủ nè. 4.950 còn thương lượng chính chủ. Nhà thì hẻm ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè. Xe 16 chỗ là đậu ngay cửa luôn. Đây là cửa sổ nha anh chị. Em quay cận kẽ của chú anh chị mình xem để của chú anh chị đỡ mất thời gian đi xem nhà. Ngang 5 dài 10, 2 lầu 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 4.950.000 còn thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% cho cô chú anh chị mình luôn. Em được mời cô chú anh chị mình đi lên lầu 2 để mình xem trên lầu 2 nha anh chị. Đó, đây. Thì cô chú anh chị xem kênh bán nhà quận 7 chủ cho đăng ký kênh. Cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa chú anh chị xem nhà. Nhà thì hẻm xe hơi 1942 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Diện tích thì ngang 5 dài 10, 2 lầu 4 phòng ngủ 5 vệ sinh. Giá thì 4.950.000 còn thương lượng chính chủ. Này là phòng sau của lầu 2 nha anh chị. Tất cả nhà vệ sinh đều trong phòng ngủ hết. Ngang 5 dài 10 thì rất rộng rãi nha anh chị. Đây, nhà vệ sinh trong phòng ngủ. 4 phòng ngủ là 4 nhà vệ sinh, dưới tầng trệt một nhà vệ sinh nữa là 5. Cửa thì cửa chắn ép cao cấp. $4.950.000 còn thương lượng chính chủ. Xe hơi thì đậu ngay cửa. Em lưu chú anh chị xem phòng trước, phòng đó là 4 phòng ngủ nha anh chị. Nhà thì hướng Tây. Đây là phòng trước. Rèm cửa rồi tủ áo đầy đủ hết, giường ngủ luôn. Đó, nhà vệ sinh thì trong phòng ngủ luôn nè. Cô chú anh chị mua về thì xách vali vô ở thôi. Thì ngân hàng có hỗ trợ cho cô chú anh chị mình luôn, ngân hàng là hỗ trợ 70-80% luôn. Đây là ban công của lầu 2 nha anh chị. Hẻm xe 16 chỗ là đậu ngay cửa. Giường ngủ, nệm đầy đủ. Chỉ thiếu nhà này là chỉ thiếu máy lạnh thôi nha anh chị. Mấy chú anh chị mua về thì chỉ gắn máy lạnh thôi, 4 phòng ngủ mình gắn 4 máy lạnh thôi. Tủ áo có sẵn rồi, giường ngủ có sẵn rồi. Đó. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1942 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5 dài 10m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 4.950.000 còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chủ cho đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà miễn phí. Cô chú anh chị nào mà em cảm ơn cô chú anh chị xem kênh rất nhiều nha cô chú anh chị.